đề xuất nghỉ Tết nhâm dần 9 ngày. Kỳ nghỉ Tết nguyên đáng dự kiến gồm 5 ngày chính thức, 4 ngày cuối tuần, theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong dự thảo lấy ý kiến 16 cơ quan, Bộ ngành, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu phương án nghỉ Tết âm lịch từ 27 tháng chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm nhâm dần, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022. Theo Bộ, Phương án này cân đối được thời gian trước và sau Tết khi nghỉ từ thứ sáu tuần trước tới Chủ nhật tuần sau. Nếu được thông qua, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Người dân Nhật Tân, Hà Nội chăm sóc vườn đào cho vụ Tết Tân Sửu, tháng 2 năm 2021. Dịp quốc khánh năm 2022 có 2 ngày nghỉ chính thức, gồm 2 phần 9 và 1 ngày nghỉ liền kề trước hoặc sau. Nếu chọn ngày liền kề trước, 1 phần 9, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ 1 phần 9 đến 4 trên 9, tức thứ 5 đến hết chủ nhật, gồm 2 ngày chính thức và 2 ngày cuối tuần. Bộ đề xuất chọn phương án này để người lao động được nghỉ lễ trọn vẹn trong tuần, không kéo dài sang ngày làm việc bình thường và phải bố trí nghỉ buồn. Nếu chọn phương án nghỉ ngày liền kề sau, 3 phần 9, người lao động vẫn nghỉ 4 ngày, từ 2 phần 9 đến hết 5 phần 9, tức thứ 6 tuần trước tới thứ 2 tuần sau. Những cơ quan, Đơn vị không nghỉ cố định hai ngày cuối tuần thì dựa vào kế hoạch làm việc để bố trí lịch nghỉ phù hợp cho người lao động. Các ý kiến gửi về sẽ được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tổng hợp trình chính phủ để quyết định. Từ năm 2021, Việt Nam có thêm một ngày nghỉ lễ dịp 2 tháng 9, ngoài 10 ngày nghỉ theo quy định. Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1 trên 9 hoặc 3 phần 9 tùy lịch từng năm. Năm nay là đầu tiên thực hiện quy định này xong kỳ nghỉ lễ lại trầm lắng khi hàng loạt tỉnh thành phong tỏa, giãn cách để phòng, chống covid 19